Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Trong cái bản tin cái video này á của ngày hôm nay á, buổi trưa của ngày 15 tháng 12 năm 2020, thì tôi phải nói rằng là tôi xin chúc mừng những người dân của tỉnh Thái Bình, bởi vì người dân của tỉnh Thái Bình đã trải qua rất nhiều những cái khổ sở, đặc biệt rằng là trong cái công tác liên quan tới trật tự và an ninh xã hội. Tại sao tôi lại nói thế? Bởi vì cách đây không lâu thì chúng ta, nghĩa là cơ quan công an, anh giám đốc công an mới của tỉnh Thái Bình, anh đã khởi tố và bắt tạm giam Đường Nhuệ. Đường Nhuệ thì là một cái anh hùng ở trên mạng, cộng với cả là vợ chồng của họ gọi là Đường Dương. Đấy, Đường Dương, hai vợ chồng này là phải nói là làm những cái sự việc mà táng tận lương tâm, bởi vì là họ ngoài cái việc mà cho vay lãi, mua bán đấu giá đất rồi nọ kia tất cả mọi thứ xung quanh, thì họ còn làm cái việc táng tận lương tâm hơn nữa, đó chính là cái việc bảo kê, việc mà đi gọi là hỏa thiêu. Đó, đi hỏa thiêu thì họ thu của mỗi người mà có cái nhu cầu đi hỏa thiêu người thân của mình khi mất ấy, họ thu 500.000. Như vậy là phải nói rằng là chẳng có hành động nào táng tận lương tâm bằng cái hành động đó. Nhưng Đường Nhuệ đã hết chưa? Thì báo cáo với các bác rằng là chưa hết. Và ngày hôm qua thì chiều ngày hôm qua, tức là ngày 14 tháng 12, thì vào ngày cuối năm chúng ta lại đón chào. Và như cái câu chuyện mà người dân online hay nói ấy, là đội Juventus đã đón chào thêm một thành viên mới, đó là giám đốc công ty vận tải Phúc Cường, và anh này gọi là Cường Dụ và cũng tại Thái Bình. Vào ngày hôm qua thì các bác có thể thấy rằng là cái câu chuyện là anh ấy bị bắt ấy, bị bắt và gây ra một cái cuộc gọi là cũng chấn động tại Thái Bình. Và cái sự việc của anh này thì như thế nào thì tôi xin chia sẻ với bác như thế này. Khoảng 17 giờ chiều ngày 14 tháng 2 thì hàng trăm trinh sát và chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh Thái Bình đã bất ngờ mà ập vào văn phòng công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường tại số 382 Lý Bôn của thành phố Thái Bình để tiến hành khám xét. Và cái việc khám xét này là như thế nào thì các bác có thể là thông qua một cái video clip ở trên Báo Thanh Niên như thế này. Rất đông người dân người ta theo dõi cái sự việc đó, và đâu đó có một cái sự rất là bài bản trong cái việc mà bắt giữ anh Cường Dụ. Thì đối tượng bị công an bắt giữ trong vụ việc này được xác định là ông Nguyễn Văn Cường, thường gọi là Cường Dụ, mà 42 tuổi, ngụ tại số nhà 2 ngõ 55 Nguyễn Thái Học, tổ 11, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, và hiện là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường. Và theo ghi nhận của Báo Thanh Niên thì rất đông lực lượng cảnh sát giao thông bảo vệ ở vòng ngoài tiến hành phong tỏa khu vực ngã tư phố Lý Bôn, giao cắt với phố Trần Thái Tông gần trụ sở văn phòng của công ty. Vì sự việc diễn ra vào giờ tan tầm nên rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung vào khu vực này để theo dõi lực lượng công an làm nhiệm vụ. Tôi không biết rằng lực lượng những cái người này thì có ai thương xót cho những con người như là anh Cường Dụ không, anh Văn Cường nó không, bởi vì anh ấy thực hiện ra cái công ty vận tải ấy, thì phải nói rằng là bảo kê kinh khủng. Và bảo kê như thế nào hoặc là như thế nào thì mọi xe khách ở trên cái tuyến Thái Bình Hà Nội hay là một tuyến Thái Bình ở tỉnh khác thì đều được anh ấy bảo kê hết, và công an người ta cũng đã thông qua rất nhiều những cái sự việc để người ta đoán biết được rằng là anh này phạm một cái tội rất là lớn. Ở đây ấy, thì không phải cái câu chuyện là mới ngày một ngày hai đâu, mà phải thông qua rất là nhiều những cái sự việc khác người ta có thể bắt được anh này. Để tôi có thể ví dụ cho các bác một cái đoạn video clip mà trên Báo Thanh Niên, mà thực ra nó có lan truyền ở trên mạng rất là lâu rồi. Và cái anh này, một anh kinh doanh vận tải khác, anh bị bắt ra làm sao, anh ấy bị phải như làm sao như thế này thì các bác có thể thấy. Người bị đánh trong đoạn phim Vâng. này được cho biết là anh Nguyễn Minh Lập, 31 tuổi, ở thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Anh Lập là chủ xe khách 29 chỗ, chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đến bến Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và ngược lại. Sáng 11 tháng 12 năm 2020, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho biết bệnh viện đang điều trị theo dõi sức khỏe cho anh Lập. Anh Lập nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương ở đỉnh đầu. Theo phản ảnh của anh Lập,
khoảng gần 10 ngày trở lại đây, liên tục xuất hiện một nhóm người thay nhau dùng xe máy, ô tô, lạng lách, đánh võng, thậm chí dừng hẳn trước đầu xe khách của anh Lập trên cung đường từ bến xe xã Nam Trung đến thành phố Thái Bình, gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông, an ninh trật tự. Không những vậy, các đối tượng còn xuống xe chửi bới, đe dọa anh Lập và phụ xe, yêu cầu anh Lập dừng xe giữa đường, sau đó lên xe tiếp tục chửi bới. Sau nhiều ngày bị chèn ép, đe dọa, vào ngày 4 tháng 12, anh Lập làm đơn tố cáo việc này đến công an huyện Tiền Hải, kèm theo đoạn phim cắt ra từ camera hành trình. Đến sáng 6 tháng 12, đó, cái câu chuyện ngắn gọn như vậy để các bác có thể thấy rằng có những con người mà người ta rất là tự hào, và nhất là những cái bạn trẻ, người ta tự hào rằng quen một ai đó mà gọi rằng anh em xã hội, những cái người mà cũng xăm trổ đời mình và có một cái hành vi rất là côn đồ, và người ta lợi dụng rằng người ta quen biết một số chính quyền nọ kia, người ta quen biết với bên đỏ hay bên đen, đỏ là bên công an ấy, mình cứ nói thẳng như thế vì ai cũng biết cả rồi, mình cũng chẳng việc gì mình phải ngại cả. Và những cái người này người ta kinh doanh làm gì? Người ta không kinh doanh bằng cái trí tuệ hay bằng cái năng lực để phát triển đất nước đi lên, mà người ta kinh doanh bằng cách là chèn ép người khác, như cái đoạn video clip mà các bác có thể thấy. Ai đưa tiền cho họ thì họ sẽ để yên cho làm ăn, còn nếu mà ai không đưa tiền cho họ thì họ sẽ làm những hành vi như vừa rồi. Các hàng quán và tất cả nhiều thứ nó cũng có cái tình trạng như thế này. Người ta chia ra nhiều mảng, anh thì làm cái mảng vận tải như là Phúc Cường này, xe khách, để đảm bảo cái việc vận chuyển xe của mình thì người ta chèn ép cái xe khác, và người ta coi khách hàng như là những cái con gà người ta vặt đó. Đó. Và ví dụ như là cả một tuyến đường đấy có 4 hãng xe, thì bây giờ người ta thay vì cải thiện chất lượng dịch vụ, cải thiện cái độ an toàn và cái độ thoải mái khi đi xe để mà cạnh tranh lẫn nhau, thì người ta thay vào đó người ta diệt 3 cái hãng còn lại bằng những hành vi kiểu như vậy, và rất là nhiều những cái hãng xe khác nữa. Mà người ta muốn làm ăn đó, người ta phải nọ phải kia. Đây là một cái hiện tượng xã hội, và nó cũng phản ánh một cái rằng là xã hội đang bị bất ổn, và một cái gì đấy là bên chính quyền, đặc biệt là bên công an của Thái Bình đã có một thời gian rất là dài bị vô hiệu hóa, cho đến khi mà anh giám đốc công an mới anh về Thái Bình thì những sự việc như vậy được đưa ra ánh sáng. Ngày hôm qua thì tôi cũng đưa một cái video clip lên trên nói chuyện rằng là ngay cả những anh em nghệ sĩ, những người như là Nguyễn Xin hay một số người, người ta thích thay trời hành đạo. Tác phẩm Lục Vân Tiên nó ở trong cái thời kỳ khác, và cái thời kỳ này làm trong thời kỳ khác, cho nên là không phải ai cũng như Lục Vân Tiên là thấy chuyện bất bình chẳng tha, như câu chuyện mà anh Chí Tài và anh Duy Nguyễn hôm qua tôi chia sẻ đấy. Nghệ sĩ người ta bảo đến đòi xử người ta giang hồ quá, côn đồ quá, như vậy không được. Xã hội là một cái xã hội gọi thượng tôn pháp luật, và mọi thứ đều phải hành xử theo pháp luật, và những doanh nghiệp nào muốn cạnh tranh ngoài việc vốn của mình ra còn có kỹ năng quản lý, rồi phải cải thiện chất lượng dịch vụ để mình có thể cải thiện được cái năng lực cạnh tranh, và khách hàng luôn là thượng đế mà người ta có quyền chọn lựa những sự như vậy, chứ không phải bằng cái cách như thế này, bằng những cái cách mà cạnh tranh như cái kiểu mà các bác vừa xem đấy, chặn xe lại đánh rồi ném vỡ người ta, ném vỡ chủ xe, đánh chủ xe đó để mà đảm bảo cái con đường làm ăn cho mình, như vậy là không ổn. Và đặc biệt là các bạn trẻ, các bác nào mà có con cái rơi vào cỡ tầm khoảng từ 12, 13 tuổi đến khoảng độ tầm 20 tuổi, thì thấy rằng là những các bé đó gọi rằng là thần tượng những cái người mà tôi thấy rằng là nó không thực tế, nó không đàng hoàng. Ví dụ như là Đường Nhuệ chẳng hạn đấy, hay là ví dụ như là Phú Lê hay một số người đấy, đi đòi nợ thuê mà ông cũng live stream cho người ta biết thì không hiểu rằng là như thế nào. Và bây giờ người ta gọi là những cái giang hồ mạng như thế cũng dần dần bị mất đi rồi. Rất nhiều video clip của tôi ấy, chia sẻ trên kênh trang để nói rằng như thế này: những cái vụ đại án, 12 đại án của chúng ta, rồi những cái sự việc mà liên quan đến đốt lò ở trên tầm cao á, thì có làm cho nhân dân tin vào chính quyền, tin vào thể chế, đấy là điều rất là tốt. Thế nhưng mà để tin một cách thật sự thì cái việc mà kỷ cương pháp luật, cái ổn định xã hội để cho người dân người ta làm ăn á, bởi vì tác động hàng ngày đến người dân luôn, tác động hàng ngày đến người dân luôn. Và như vậy á, là phải đảm bảo cho người dân một cách yên ổn làm ăn chính trực. Người ta làm nhà hàng, người ta tuân thủ mọi điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Người ta phục vụ khách hàng chu đáo thì người ta sẽ có khách hàng. Chứ không phải rằng là anh đến anh đập phá người ta không cho người ta làm ăn. Như vậy là không được. Chính quyền sinh ra để bảo vệ những cái người làm ăn chân chính như thế. Và tôi tin rằng là tôi làm rất nhiều về quản lý thị trường cũng vậy. Quản lý thị trường cũng phải đảm bảo rằng những cái người sản xuất và ra những cái sản phẩm, ra những cái dịch vụ, họ cũng phải được làm ăn chân chính, thì phải bảo vệ những người như thế và loại bỏ những hàng giả hàng nhái đi, hay loại bỏ công chính quyền để loại bỏ những cái dạng côn đồ như thế này đi, bảo kê như thế này đi, phải cho tội hình sự, và như vậy thì xã hội sẽ được trật tự lại và
những cái trí tuệ và sự thông minh của người Việt lúc này mới được phát huy, và lúc này chúng ta mới có sản phẩm dịch vụ. Bởi vì chúng ta ký FTA rất là nhiều rồi, phải có những sản phẩm dịch vụ như thế thì chúng ta mới cạnh tranh với nước ngoài được, chứ không là không cạnh tranh được đâu. Và là chúng ta lại bị chiếm hết như vậy là không ổn, và kinh tế chúng ta lại bị phụ thuộc nước ngoài như thế cũng không ổn. Tôi tin rằng là Thái Bình đang làm rất là tốt, kể cả bên phía của Đồng Nai cũng đang làm rất tốt cho anh Vũ Hùng Văn, và đặc biệt là bên chỗ anh Nam của bên Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang làm rất là tốt. Ngày hôm nay cũng chính là cái ngày mà bên Thành phố Hồ Chí Minh mở cái đợt ra quân trấn áp tội phạm, và như vậy các anh chị tội phạm, các anh chị làm ăn không chân chính thì cũng xin báo với các anh chị rằng các anh chị sắp hết thời rồi. Bởi vì đảng của ta đang tự sửa chính mình, và những con người tử tế đang làm đúng cái trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đúng cái bổn phận của mình đó. Thế cho nên ấy, anh chị hãy tìm nghề khác để mà làm. Còn anh chị nào mà có kích động bạo lực hay kích động dọa nạt tôi nọ kia, giống như nhiều comment của tôi ở trên kênh Hoàng Dôn hôm qua tôi có xem ấy, thì thậm chí còn dọa nạt tôi rằng là mày là cái gì mà mày dám nói tao kéo đến nhà mày bây giờ, kiểu kiểu vậy. Thì xin mời các anh chị thôi, tôi cũng chẳng ngại gì cả. Bởi vì ấy, cố gắng rằng là mình lan tỏa những cái điều ấy ra, và đừng bao giờ có hành vi bạo lực hoặc ngay cả kích động bạo lực là cũng không được. Bởi vì như thế là vi phạm pháp luật. Và kể cả các anh chị nào lớn tuổi, hãy để ý đến con cái mình. Những cái thần tượng của họ, thần tượng khá bảnh phú lê là không ổn rồi, thần tượng hoa hồng là không ổn rồi. Mình phải diệt trừ những cái đó lên bằng những cái tiếng nói và những cái kỷ luật của chính mình, bằng cái sự tử tế và tình yêu thương của chính mình, để cho xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn. Và tôi nghĩ rằng như vậy là một điều rất là tuyệt vời. Thì tôi chúc mừng người dân Thái Bình, bởi vì không chỉ có anh này nữa đâu, còn một vài người nữa. Và tôi tin rằng là trong thời gian tới một vài người nữa cũng sẽ ra ánh sáng, bao gồm có cả một số quan chức nữa, chứ không phải là đơn giản. Thì ở đây tôi xin phép dừng video tại đây, và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Và một lần nữa chúc mừng người dân Thái Bình.